Đó giờ Quỳnh có biết được hồi đó vậy tại sao ăn chay, tại sao ăn mặn, rồi bộ mày tại sao y phục, rồi tại sao nè cái từ mà có vợ có chồng hỏi má ông lớn tại sao kêu bằng vợ, tại sao kêu bằng chồng không biết, rồi tại sao á mình kêu bằng ông xã bà xã đó, rồi hỏi chứ bà là bà vợ của mình, tôi nói nào mấy cô á, mày nói tới tại sao mấy cái cô đó là đó nằm đó của mình đó, tại sao mấy cô đó là sắp có chồng, đây nè sắp có chồng, cái từ đó là cái từ âm dương, đây nè sát sanh cũng có từ âm dương nè, bây giờ tôi quên tên tên ông, cái từ sát á đây nè, sát là không sanh nha, còn sanh không sát mà bây giờ mình nói á là cái từ sát sanh, bây giờ là hỏi nè, bây giờ khi mà cái con nào mà mình sát á, con gà đi, bây giờ quên mặn nó, quên ăn rồi quên sát đó, nó còn sanh không? Không, mà khi nào mà bây giờ là cái con gà mà của quên á, mà bây giờ là mình nuôi nó, quên không có sát nó mới sanh. Bây giờ mà còn nếu mà sanh rồi để cho nó sanh thì đâu có sát. Vậy cái từ nó từ âm dương rồi. Nên mình nói cái từ sát chứ không có nói từ thêm trường sanh, còn nói gì kẹp vô cái từ sanh có nghĩa là từ âm dương. Đây nè, những cái cô cũng vậy, những cái cô mà sắp có chồng đó, cái cô đó sắp có chồng rồi đó. Nhưng mà có nghĩa là cô biết, cô nói cái cô đó sắp có chồng là cô hiểu cái ý nghĩa nó sao? Yeah. À sắp là anh là mày sắp. Còn cái cô đó là sắp được chồng là cũng như là được, là tôi nói là cái gì nè, tôi hỏi cô nằm nói nghĩa đi. Tại sao có chồng? Có nghĩa khi nào mà cô con gái chưa có ai dạm hỏi thì cô nằm có lớp mà có khi nào kêu chồng không? Không, không. Hai lớp mấy chồng phải không Quỳnh? Dạ dạ. Cái này mới tiếp quay à. Cái nào nó cũng có lý vô nó. Đây nè, hai lớp mới là chồng nha. Dạ. Chứ còn anh hỏi tại sao vợ, tại sao chồng không ai biết, dịch giải sao nó nè. Nhưng mà đệ thì Quỳnh biết không, đệ không giống gà, tại vì đệ giống dịch nên mới nói chuyện, còn gà không nói chuyện, anh nói gái với nhau à. Còn chút nó tá ông chùm chân à, nên mình kêu bằng dịch giải. Còn cái lý nào Quỳnh biết không? Tại sao người ta kêu bằng là nghỉ ngơi? Quỳnh biết nghỉ ngơi nó là sao không? Ồ, cái này hả? Nghỉ ngơi á là tại sao nó nghỉ ngơi, nghỉ thì nó ngơi, giống như trang như con ngỗng mà, giống như dịch chim nè, cái đó là ngộ tánh nó cao. Có nghĩa là trực giác, thính giác, ngộ giác của nó mạnh, có nghĩa là nó đứng một chân, nó vẫn ngủ được. Mà mình bước dò xuống đất là nó ra hay rồi, có nghĩa là ngộ tính nó mạnh kêu là nghỉ ngơi. Còn bây giờ mình đè mình ngủ giống chiêu bút chế, còn ngủ ngáy ầm ầm ầy ầy hỏi như vậy ngộ tính là sao có. Yeah. Nên tất cả các con gì mà nếu mà qua cái con vịt chim và cái con ngỗng để thua cái diện thua, tại vì trực giác ngộ giác nó rất hay. Oh. Con chó không bằng. Con chó bây giờ là gió chướng mạnh là nó ngủ thoải mái luôn. Nên là tại nó giữ nhà vậy chứ bây giờ tại nó cái lòng nó bằng đất, bước xuống đất là hay chứ mà nó trực giác nó thua mấy con kia. Tại vì người ta kêu bằng nghỉ ngơi chứ không ai mà kêu bằng là nghỉ ngơi. Cái lý của nó là vậy. Còn bà vợ, hồi nãy giới thiệu về cái vụ chồng rồi, tại sao cái bà vợ? Bà vợ đâu phải là bà vợ của mình, đó là bà vợ của mình chứ không phải là bà vợ. Còn hỏi chứ bây giờ là kêu bằng ông xã, bà xã thì đó, Quỳnh thấy không? Cái lý của người ta kêu ra là biết. Đây nè, ông xã bà xã có nghĩa là mạnh ai nãy xã không? Mạnh ông xã, mạnh bà xã. Phải vậy không? Cái lý tôi nói là tôi nói không á, khi nào mà tôi nói bậy ở đây bây giờ là cái chuyện nào nó phải có cái lý của nó. À, ông xã bà xã là mạnh ai nãy xã. Phải không? Còn mà phải cho tôi là đơn giản. À, tại sao thì ông xã rồi bà xã rồi tại sao là con vợ? Ờ, cái này mới có hay con à. Vợ tôi hỏi con vợ là sao, tôi nói con vợ tôi nghe cái tên ông kêu thôi là tôi biết ông hành hạ bà rồi. Bây giờ tôi nói ông là ông làm đài đạ vợ của ông mới kêu bằng con vợ. Bây giờ là tôi nói cái nghe cái khỏi người nói cái bà vợ của tôi là tôi biết ông sợ vợ mới kêu bằng bà vợ. Bà tôi cái lý cái đó là vậy, mà tôi nghe ai mà kêu cái con vợ hay là bà vợ thì tôi nghe tôi biết liền. Còn nếu mà vợ chồng với nhau bình đẳng bình quyền thì bạn đời với nhau là mình tôn trọng với nhau, là em với anh đồ này kia là nhường nhịn nhau. Tại vì tôi nói nè, mình muốn ở đời với nhau thì vợ mà có nóng á thì chồng nên nhịn một lời, cơm sôi bớt lửa trả đời nào khê, vợ giận thì chồng mũi ăn mới thận bồm xuôi gió tàu khang trọn đời, vợ giữ thì chồng phải lành, mà vợ giữ chồng giữ là tan tành kiệu luôn. Tôi nói đơn giản thôi chứ bây giờ mà vợ phận sướng thì chồng vợ nhịn nhau, nhịn sống giềng cô bác mới cao nhẫn anh nọ ngày ngày ăn lạc. Nên mình ăn lạc là tập ăn chay. Hỏi chứ bây giờ, hỏi chứ bây giờ cái thân mình nè, à, Quỳnh biết cái thân mình là cái thân diệu tứ đại và vô thường. Vô thường mau sớm chẳng hoài đầu, thân mình tí có chẳng bền lâu. Sáng ra là lo danh lợi, chiều nhắm mắt không mau niệm Phật kẻo bạc đầu. Khuyên ai tinh tấn tầm giải thoát, không tu rồi kẻo chết biết gì đâu. Bây giờ chi cho bằng ta sớm lo toan, dình giới lực nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung thì quả lành đâu mất, cõi Tây Phương thì chư Phật hiện đợi chờ. Việc tu thân thiện tính chứ hững hờ, chừng quả đến e sao khó trách. Tại vì tôi nói cho đơn giản cho Quỳnh nghe, ai mà có phước thì qua khỏi cầu, còn ai không có phước nhào đầu với mương. Đây nè,
bở là cái ái hà. Quý biết tại sao cái này chia bằng cái bể không? Cái bể là nó hư, có nghĩa là nó hư bây giờ là cái nhà, cái xe, cái này cái kia là tất cả nào kêu cũng là cái bể, là kia bằng cái bể ái hà. Bể ái hà là cái dây quan nghiệt, danh lợi tình càng siết càng đau. Muốn ra khỏi chúng đầu lao là phải dùng cái gương linh huệ cắt mau lòng tham. Quýnh biết người ta nói là ngày xưa người ta nói cho nhiều về cái câu kiến thức, phải không? Người ta nói kiến thức thôi, chứ Quýnh mà có hiểu cái câu kiến thức là cái gì tôi thua gì Quýnh ơi, cái gì cũng thua. Và theo như Quýnh nghĩ cái kiến thức đó là sao? Dạ, xin Quýnh giải thích luôn Quýnh. Chạy cái kiến thức này nó dễ ạt, người ta nói kiến thức là phải làm cái này chứ không phải đâu. Kiến thức có nghĩa là kiến không ngủ mới gọi là kiến thức. Đây nè, nó chỉ sát bên đây là cái kiến không có ngủ, bây giờ làm Quýnh ngủ chứ còn cái kiến không ngủ nè. Bây giờ ngủ dắt lại gì, bây giờ đưa cái bàn tay trước cái tấm ông kiến nghe thử rồi nói đưa tay ra không. Nếu mà nó không đưa tay ra là nó ngủ rồi, vậy kiến ngẩn ngủ. Minh kính xạ dĩ sắc hình có nghĩa hãy nhìn lấy cái gương kiến là gì mà siêu lấy mình. Có nghĩa là Quýnh đứng trước cái tấm kiến thì sao? Sáng mà Quýnh nở một nụ cười với tấm kiến thì tấm cứng nó cười lại Quýnh. Mà bây giờ Quýnh không tin, Quýnh đưa cái tay Quýnh đục vô tấm kiến thì tấm kiến nó đục lại. Mà Quýnh trợn nó coi nó trợn lại, Quýnh trừng nó trừng lại, còn Quýnh hái nó hái lại. Có nghĩa là minh kính xạ dĩ sắc hình. Hãy nhìn cái gương kiến mà soi lấy mình. Nên ra cái kiến á, bây giờ là đệ thì chỉ biết được hai cái kiến. Một là cái kiến không ngủ gọi là kiến thức, là cái kiến hình á, là cái kiến nó không ngủ á. Cái kiến hình là không ngủ. Hai là cái con kiến ở dưới đất. Quýnh mà thấy người ta nói kiến mà là... kiến sao? Con kiến nhỏ chút vậy á, chứ mà Quýnh thấy không, nó có bi trí và dũng. Có nghĩa cái dũng mãnh của nó rồi cái trung hiếu của nó. Còn mình vậy chứ chưa chắc á. Tại vì cái nè, cái con kiến mà bây giờ mình lại tới cái chỗ cái ổ nó mình chậm thôi nè, nó lên nó đè không biết mình bao lớn bao bự bao cao chưa đè vô à, anh em nó quýnh liền là nó vô nó cắn trước rồi mấy con kia ù vô theo. Còn phải nó có cái dũng khí của tao, nó có cái sức mạnh, giờ coi là người lớn như nào đừng ăn hiếp anh em tôi là chơi hết trơn, phải không? Nó có bi có trí và nó có dũng mãnh của nó, nên con kiến á là đây. Nên con kiến ít trước khi nào nó ăn dọc đường giống như mình vậy chứ bà con hai cha mẹ gì vậy chứ, mà ít trước khi nào mình về tới nhà nay mình đói nè, có khi nào mình về mình đem một cái miếng gì đó về tới cha mẹ của mình ăn chung với cha mẹ mình đâu? Không, mình đói quá cũng phải ăn trước. Nhưng mà con kiến không có vụ ăn trước đâu Quýnh. Kiến tha lâu đầy ổ xiết cùng một chỗ làm của cải chung, đến khi đói lòng cùng ăn vui sướng, cùng quân đến tướng một dạ như nhau, không biết ở đâu chứ kiến nó không sống riêng rẻ. Nó là như vậy. Hay nên cái đạo lý của nó là vậy. Quýnh biết không? Còn ý của mà cái bên đây nói à? Mình phải sống trên đài này. Quýnh biết không? Cái ý sống ở trên đài này thì mình phải nhớ ơn, mình phải nhớ ơn chứ. Bây giờ nào hỏi như nè, mình nói mình làm nhiều cái này nhiều kia, nhiều cái này nhiều cái kia, chưa nói Quýnh không có làm được cái gì hết trơn trên thế gian này trơn đó. Bây giờ Quýnh nói Quýnh làm nhiều, phải không? Tôi hỏi Quýnh bây giờ trước mắt trăm nghe không bằng một thấy. Bây giờ thấy vậy Quýnh làm được cái quần này Quýnh mặc không? Không. Quýnh làm được cái tép này Quýnh mang không? Không. Quýnh làm được cái nón này Quýnh đội không? Không. Làm được cái áo này Quýnh mặc không? Không. Vậy Quýnh làm được cái gì? Chiếc nhẫn là cái tất cả cái này người ta làm không, còn vậy mình làm được cái gì? Nói làm nhiều. Tại vì cái mình để gom lại cái mình lấy gì từ lời từ ý rồi từ thân của mình lấy ra. Nên mình sống trên đời là mình nhờ nhỏi nương tựa với nhau, mình phải nhớ ơn với nhau. Nhớ ơn mình ăn một bữa cơm phải nhớ cái người mần ruộng, ăn một đĩa rau muống phải nhớ người làm ao, còn ăn một quả đào phải nhớ người dung gốc, ăn một con ốc phải nhớ người đi mò sang đò, nhớ người chèo chống, nằm võng phải nhớ người thắt dây, còn đứng kế gốc cây cũng nhớ người trồng nó chứ. À, không có làm gì mình cũng có chú mát ở đây, phải không? Nên theo cái dòng đài thì cô giáo dạy cho học trò thì cũng vẫn vậy thôi. Nghèo cho sạch, rách cho thơm, đừng cắp của mẹ mà cũng đừng chôm của người. Mấy ai mười được vẹn mười, làm sai thì sửa, nên người hiền ngoan. Nhớ câu gần mực thì đen, lánh xa bài bạc, không thèm gian hoa. Quýnh biết ngày xưa đó đệ đó hen, là đi là ta nói ngày xưa đệ là một tay nhậu nè. Nhậu hen ta nói còn trời còn nước còn non, còn cô bán rượu là cứ say xưa đệ còn. Từ ngày đi núi đi non, khoát tâm bỏ rượu cho vợ con thương tình. Hết say là hạnh phúc ở quanh mình, còn sỉnh mắc nết hư mình anh ơi. Giả từ những thói ăn chơi để đi tìm lại cuộc đời ăn chay, từ đó tới sau là đệ mới không nhậu. Chứ Quýnh biết không, ngày xưa đó đệ sáng là cà phê cờ tướng bên gia nè, trưa là lăn la vô quán nhậu, tối là cô cậu vô quán kia phê ôm, đêm hôm còn đi trộm gà cắp vịt. Cái đó là đệ, bản thân của đệ chứ không phải là nói gì ai. Nên mà đúng ra
về cái lùng thất thân thì ai không tin thì cái đó là tùy với cái quyền di, cái quyền diệu, tại quý biết không? Thất sơn, cái dùng thất sơn này là cái dùng cao nên nó quỳnh mình đi lên nó để biết không, để đi lên cái nó tuột hết cái nhớt trần của đệ xuống dưới đây nè, cái nhớt này ra nè, ta nói à, nó tuột hết nhớt trần, ai mà đi lên trên núi này hang mà đi bộ đi hang là nó giải hết trơn quả căng, đi bộ nha, nó giải hết trơn quả căng tiêu tan là nè, giải hết quả căng tiêu tan hết trơn là cái chứng nghiệp của mình. Tại vì cái mình dính với bụi trần này quá nhiều nên á mình đến đây thì lên trên núi thì nó giải hết quả căng tiêu tan hết trơn là cái chướng nghiệp của mình. Còn mấy cô ham hà ta nói đi lên núi cũng đi, chúng ta cũng thời đi núi mà giải không hết quả căng mà tiêu tan hết trơn sự nghiệp luôn. Tại sao vậy cô Quỳnh nghĩ coi, cái bay là cái bay lên chỉnh cái hết 300 cái tụt bay xuống 300 nữa 600 cái hỏi chứ làm ngày chừng 2-300 thì hỏi chứ thì không có giải quả căng mà tiêu tan hết chân sự nghiệp luôn. Mình tới đi bộ nên á mình nói á thì cái tiền tài vật chất ngày xưa cũng vậy, ta nói trong tay còn túi kim ngân thì còn bạn cũ xa gần đón đưa. Hồi đó để nhậu là tới chừng mà hết tiền không thằng nào để nhậu, họ mình thiếu không chịu, họ có tiền thì khoái. Cái bạn bè quên biết tại sao ta kêu bằng bạn bè không? Cái bạn bè có nghĩa là không có cho nó lên ghe mà mình bè nó với xong á vậy mà nó nhảy lên còn giết ông chủ rồi hãm hiếp cái vợ con mình á. Mình thấy mà bạn mà mình phòng ngừa có nghĩa là chiếc ghe mình biết không, chiếc ghe nó ở hai chồng ở trên mà nếu mà bạn bè là nó bè với xong chứ nó đâu có cho mình ở trên ghe. Vậy mà nó ăn quen rồi từ từ nó mới lên lái rồi lên mũi lên rồi lên thôi đây là mốt mình nó sẽ tạo thành hại mình nên cái thời đó đúng là cái bạn là cái bạn bè. Ồ hay ta. Nó ý nghĩa là tại sao mà người ta nói tại sao huynh biết không, người ta nói tại sao thằng người đó chứ mình là bạn thân với nhau mà sao chơi thẳng, rồi tại sao mình thân với nhau quá mà sao chơi này chơi, nói tại bạn thân thì huynh không có hiểu cái bạn thân nó là sao đâu. Tôi nói cho huynh nghe, bạn thân á là huynh biết chơi được bao lâu, bạn nói chơi nó bạn thẳng mình mà cái người mà mấy cô nói là tôi là tôi nói thôi tôi cái số tôi sao nó tàn thân đó. Cô nói tàn thân mà tôi thấy cô có tàn thân đâu, cô không có hiểu cái tàn thân nó sao. Tàn thân là tôi kể cho cô nghe, tàn là không có quần áo mới gọi là trần, thân là phải con khỉ không, con khỉ là nó không có quần áo mới gọi là trần thân, còn cô quần áo đầy đủ trên tàn thân chỗ nào. Nên á bạn thân nhau thân là sao, thân cũng là con khỉ, nhưng mà tôi nói cho huynh nghe nha, bạn thân thì chỉ chơi được 3 tháng thôi chứ không có chơi được lâu. Có nghĩa là từ tháng 10, tháng 11, tháng 12, 3 cái tháng này tại sao chơi thân, có nghĩa là tháng lạnh nó huynh, mà con khỉ thì nó không có quần áo nên nó gom tất cả những con khỉ lại là nó chơi có với nhau, nó sống có bầy có đàn. Tại sao, nào là khỉ hôi nách, khỉ thúi ke, khỉ hôi háng gì nó cũng gom lại, nó ngoắc lại cái con khỉ đực thì nó ngoắc lại cho nó ở chung với nhau. Hỏi như sao em mà hồi háng hồi nách mà nó nói không có, em đừng có câu nệ vậy, gom lại chơi với anh hết đi. Sau khi mà qua cái thời gian 3 cái tháng lạnh rồi, quý biết không, là con khỉ đực nó chơi với mấy con khỉ thơm, còn con khỉ nào không thơm nó đuổi đi. Tại vì sao nó nói sao anh nói bà hổm, anh nói với em là không có chê, ví dụ mà hôi nách hồi này hồi kia, nó bà hổm khác, bữa nay khác, bữa nay nực quá kiếm mấy con khỉ thơm thơm chơi, mấy con khỉ nào hôi nách với đứa ke là đuổi đi. Nên nó chỉ bạn thân với nhau thì quý biết là chỉ chơi được 3 tháng thôi, khi mà trời nực thì nó mới dễ, trời lạnh nó mới chơi, còn trời lạnh là bắt đầu, trời nực là bắt đầu cái là nó chơi với mấy khỉ thơm mà mấy khỉ thúi nó đuổi đi. Nên chơi chỉ được 3 tháng. Còn bạn thân với nhau tại sao mà chơi được bao lâu quên biết không, bạn thân với nhau chơi cũng được chỉ là 9 tháng và 10 ngày, có nghĩa nè quên biết không, tại vì mình á, để mình nói với bạn thân nhau cho nghe, mình á hồi đó nè cái nhau nó không có là cái gì, cái nhau chỉ là một cái nhớt thôi. Mình hồi đó mình ở trong cái bào thai của mẹ mình chơi với cái nhau, mình mới nút nhau mình sống. Nên tôi hỏi huynh nào mình nút với nhau mình sống, khi mình sanh ra trên đời này thì sao, sanh ra trên đời này mình ôm được cái bầu sữa mẹ mình uống rồi thì mình quên về cái nguồn cội mà mình ôm chơi với nhau từ hồi nhỏ tới lớn ở trong bụng đó, uống được cái bầu sữa ngọt rồi thì mình quên về cái nhau của mình, người ta chôn người ở đâu rồi này kia mình đâu có tìm tòi. Rồi lớn lên á thì mình đi theo cái dòng đài này nè, đi mằng ăn rồi bắt đầu cái đi theo bạn bè đồ chơi rồi mình đâu có tìm gì nhau. Tới chừng mình biết không, trùng chân mỏi gối rồi, tới chừng mà mắt mờ tay điếc gối mỏi lưng còng thì lúc đó mình mới nhớ về nhau. Thì sao, mình mới tìm về cái nguồn cội, có nghĩa gì mình tìm về cái nơi chôn nhau và cắt rúng. Thì tới chừng già mà gối mỏi lưng còng mắt mờ tay điếc rồi mình mới tìm vào cái nơi chôn nhau và cắt rúng. Thì sao,
mình muốn gửi thân mình rồi đó. Tại vì sao huynh biết không, lì bạn bè mà chơi mà thân với nhau, mà thân với nhau nhất là chỉ chơi được 9 tháng dạ và 10 ngày phải không? Cái lý của nó là như vậy. Bởi vì cái gì để nói, cái gì huynh nói ra là nó có lý hết, chứ không phải như hồi sáng để có nói là những cái đừng quên sợ mình nói là sợ đụng chạm cái này kia nào, không có đâu. Tại vì mình nói là tại vì cái lịch sử của đất nước Việt Nam mình, tại sao nó là như mình giờ quên tra là nó không ra, tại sao mà cái Việt Nam mình có tên là Việt Cộng rồi kia lại, tại vì không có phải là gì, tại vì cái lý của người ta nó tìm qua nhiều đời như vậy á. Nè hồi xưa mình bị diệt nè, diệt rồi con của mình nó thì sanh đẻ ra là nó đi trả thù cho mình, mà một mà nó giết một thằng cha là ba con nhảy ra trả thù, có phải là cộng ba thằng con mình không, ba bốn người cộng mình cộng sản là sao, sản là vợ của mình mới vô là cộng sản, sản là bà sản xuất sản sanh duy trì nồi giống mới có là đi ra trả thù. Nên là nhiều khi bây giờ quân tra thì điển thì bảo đảm nó không ra. Nè bây giờ cái hàng không vậy nè, bây giờ để nói cho quân nghe kêu thôi chứ quân không hiểu nè, tại sao kêu bằng cái hòm nè, tại sao kêu bằng cái hàng nè, tại sao kêu bằng mẫu quan giải đi. Rất đơn giản thôi, nhưng mà bây giờ giải đi, nếu ai giải ra đợi thua nè. Cái đó là đạo lý, ta gọi cái quan tài mới đúng không? Đúng không phải, cái đời nào theo cái đời nấy, bây giờ là để nói cho tùy theo đời. Nè như cái thời xưa là có bộ đội, đời này không bộ đội nè. Tại sao bộ đội là mình biết hồi xưa mình đi theo cụ Hồ á thì sao, người ta đi bộ không mà chứ đâu có được đi trên đường lộ, thì người ta ở chưa mất ở dưới cái mương dừa rồi người ta đi. Rồi đội là gì, đội thuốc tây nè, đội lương thực nè, rồi đội này đội kia, còn không mà phải giải đội vậy, giải đội không. Còn bây giờ bộ đội mình đi toàn là đi xe không vậy, mình có đi bộ đâu, phải không? Nó không có vụ đội. Nên để mình giải thích về cái hàng, cái hòm rồi cái mão quan cho quên nghe. Cái hòm có nghĩa ngày xưa cái cơ giới của mình không có á, có nghĩa là mình chỉ lấy cái miếng đá nè, miếng cây, cái cây nào mà nhọn nhọn lắm mình chỉ đục khoét ra sao, những cái cây nào nó hơi mục quá mình đốc đục cho sâu hòm vậy. Mình có bà cụ già rồi này kia là ông già bà cố bà nội đó ha, đặng để cho bà dưỡng già mình để vô cái hòm vậy, đục cái sâu hòm vậy để cho bà nằm vô rồi cho bà yên nghỉ ở chỗ đó thôi. Tới chừng là thầy Quynh biết không, thời đó là chưa bao giờ có cưa máy, có cưa máy rồi người ta không có còn làm cái hòm ở đâu ta mà vậy mắc công, có cưa máy xong là người ta làm cái hàng, có nghĩa là người ta xả làm dáng, làm bộ dáng cho huynh nằm đó, là bộ dáng tới chừng mà bà cụ hay là ông lão gì mất đi, ghép lại làm 3-4 tấm như vậy á để chôn cất bà cụ. Cái đó là cái hàng, cũng như hàng gắn lợi mà vậy thôi, phải không? Cái thờ này là kêu bằng quan tài nè. Tại sao cái người này là cái người quan ha, ha? Có thành đó hả? Bây giờ là huynh nói là cái tại sao đời này là kêu bằng quan tài nè. Bây giờ cái quân nhớ cái thời mà của Lục Dân Tiên, để nói cho quân nghe, Dân Tiên và Kiều Nguyệt Nga. Cái lúc trước mà Dân Tiên mà còn nhỏ thì sao, Dân Tiên đầu đội cái muỗng dùa, là cái muỗng dùa mà cái muỗng dùa cho nó bự ra, Dân Tiên mà đi nào là chăn trâu mà vừa chăn vịt nữa, nên Dân Tiên đầu đội muỗng dùa, tay cầm cái thúng còn chân lùa vịt xiêm. Tới chừng mà Dân Tiên mà học kinh sử rồi cho nó sao hay thì sao, đổ đạt thì về làng thì sao, lúc đó về làng là đội mão quan về làng, phải gì không? Thì lúc đó là Dân Tiên đầu đội mũ thơm ngôi, tay cầm siêu bạc, còn mình ngồi ngựa ô. Quynh nghĩ ra theo như cái lý của cái Lục Dân Tiên hỏi ra, bây giờ là cái mão của Lục Dân Tiên có hoa văn, có chạm trổ, có hình đồ này kia không? Có, tại vì vua thì người ta lấy cái rồng, còn mình thì mình lấy về ví dụ như là tệ lắm là cũng có cái hình cây ha, là hoặc là có cái quê hương của đồng lúa rồi này kia vậy ha. Thì bây giờ là phải cái đó là phải có hình tướng vậy, bây giờ phải là cái mẫu quan không? Dạ đúng rồi. Bây giờ là thời nay như là cái người nghèo mà đẹp phải chăng là cũng có lục bình, nó vậy là cũng mẫu quan luôn. Thời này là mẫu quan không, làm gì có quan tài, ý làm gì là có cái hàng. Cái hàng là cái thời xưa, hàng là thời gián á, mấy hội hàng có nghĩa là một cái bộ gián bộ ngựa, người ta đóng rách đáp lại bốn miếng, gọi là cái đó là cái hàng, hàng gắn lại thôi. Còn cái hòm là tới trước khi đó, phải không? Nên là cái nào để nấu phải cho có từ lý đi. Còn đời này là không có còn cái hàng nữa nè. Cái này là giờ là toàn là mẫu quan không. Bây giờ là cái giờ ai nghèo gì mua cái hòm 3 triệu cũng có lục bình rồi. Có lục bình này xứ rồi kia này, nó dán trong trong đó. Cái đó là mẫu quan hết. Nên cái lý của nó còn làm quan thêm Bồ Tát thì nó dễ lắm Quynh à. Quynh chỉ tác bồ rồi làm quan thêm Bồ Tát, còn Quynh biết không? Tại sao người ta kêu Nam Mô A Di Đà Phật thì cái lý của mình nói về cái đạo, mình nói về cái lý thôi. Tại vì theo đạo lý mình biết không, nhất tâm mới kịp, ngày nay đà gặp dịp tu hành niệm Di Đà, ráng niệm cho nó rành,
thì mới được sớm coi chiên thánh. Nên cái chữ Nam đó là bởi vì tâm phải tịnh thanh. Mô không dục lợi chẳng cầu danh. A trừ dâm dục nôi tinh tấn, còn chữ Di hữu lắng lo giữ báo lành. Đà là kim thân nhi bất thiệt, còn Phật là xá lợi vốn vô sanh. Có nghĩa là ở đâu cũng sanh được, trong một khoảng sát na là sanh ra trước Phật. Đủ đại hạnh Bồ Tát rồng độ các cúng sanh đồng thành Phật đạo. Có nghĩa là đây nè, mình đừng có trách tha, đừng có hờn với ai, tại vì mình không có gì. Ai muốn học đạo thì giờ mình nói nè, có cái lý thì ai cứ muốn nghe nghe, chứ không có nói đúng sai, họ không có nói bì đúng sai. Tại vì mình nghĩ đi, Nam Mô A Di Đà Phật là mỗi người có một cái tật nè, Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Tham Bồ Tát mỗi người mỗi khác nè, Nam Mô Đại Thế Chí mỗi người mỗi ý nè, Nam Mô Địa Tạng Vương cho người ở phương ở chung mới hóa cãi lộn dữ lắm không ai không. Nên là Nam Mô A Di Đà Phật thì mỗi người có mỗi cái tật, Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Tham Bồ Tát mỗi người mỗi khác, Nam Mô Đại Thế Chí mỗi bà mỗi ý, Nam Mô Địa Tạng Vương cho ông bà ở một phương. Nên cái lý của nó là như vậy á. Nên cái để mới nói á, để lãnh hội rồi để tự giác ngộ những cái nè, huynh biết không tại sao mà trước khi cái nhà bà Quan Âm Thị Kính á, Quan Âm Thị Kính biết tại sao không? Trước khi Quan Âm Thị Kính mà hành đạo á, là ngài chỉ là một người tiểu tâm thôi. Sau khi cắt rau trồng mà trồng tưởng đâu á là giết, giết chồng nên á mới đổ thừa cho bà giết chồng, nên bà buồn quá bà mới đi tu. Bà vô chùa bà tu thì lúc đó thì không có chùa nữ nên chỉ có chùa nam thôi, phải không? Nên cái ngài tên là Tiểu Tâm thì sao vô mà gặp cô Màu thì ở với nô bọc, bắt đầu là có bầu thì đổ thừa cho chú Tiểu Tâm này thấy đẹp trai nhẹ, đổ thừa cho chú Tiểu Tâm á là ở với cô Màu lặng mà có bầu lặng mà bắt cóc chú Tiểu Tâm. Nhưng mà đã đời hết trơn á, cô biết không, sau khi cô Màu cổ đẻ ra xong, cổ giao con lại cho chú Tiểu Tâm là nuôi, thì chú Tiểu Tâm á thì lúc đó cái chuyện nó lạng xẹng vậy rồi sư phụ cũng đâu có cho, mà chú Tiểu Tâm ở trong chùa cắt cho cái am cóc mấy bên ngoài rồi giữ một đứa con thì cũng như giao. Giao lại sau khi mà ngày mà cô chú Tiểu Tâm này mất đi đó thì mấy có cái lưu nè, đại đây nè, Quan Âm, tại sao Quan Âm Thị Kính là sau khi mà nghiệm thi rồi mới biết. Cái tên đó là chứ không, khi mà cái ngày Quan Âm nó không phải mà ở trên này còn sống mà kêu bằng Quan Âm Thị Kính. Đây nè, quán có nghĩa là nhớ lại cái tư tưởng ngày xưa, phải không? Âm có nghĩa là lưu trấn để mà lưu giữ lại sau này cái âm. Thị có phải là người phụ nữ không? Quán tự tại Bồ Tát thành tâm bát nhã ba la mật đa thời chứng kiến ngũ uẩn giai không, có nghĩa là nghiệm thi xong là mới biết. Thì người là chỉ là người nữ thì thị là phải người phụ nữ không? Thị kính có nghĩa là không nói ra, tới lúc chết không nói ra mới gọi là thị kính. Bây giờ nếu mà nói ra trước khi lên đường này còn kính không? Nên Quan Âm Thị Kính là sau khi người mất đi, người không có nói ra, mấy cái chuyện nó mới còn kính. Còn nếu mà ngài nói trước khi lên đường thì thị đó không phải là thị kính, thị bể ra rồi. cái lý đạo là nó chỉ vậy thôi. Thì cái hàng dừa sao mày? Đây à, mình nói à, mình mới nói nè, nhắn cùng bụng đạo ở đâu cũng vậy. Ở tổ đình mà sao? Nhắn cùng bụng đạo khắp đâu đâu, dạng vật chứ đừng có nói một thứ. Dạng vật là từ nay luống thẳm sầu áo não, thương cho cái đời đa đối khổ u buồn trăm họ nhẹ dài câu. Nên á mình thấy cái cảnh này, cái cảnh đài này nè, đài là cái bể khổ cần nên lánh, cái cửa đạo chen vào là quả khỏi lây. Bây giờ này nè, hồi chứ bây giờ mình theo cái dòng đài nè thì quên thấy đó, theo dòng đài nó càng đi nó càng khổ. Tại vì sao đời đài này mình nói tại vì để ngộ nhận ra, để kêu bằng cái dòng đài thôi chứ không có nói là dòng đời, mà kêu dòng đời là không được. Nói chung mà mình kêu mình sửa lại chấm cái hết trăm đời. Nè đài là cái chỗ này để nói nè, đài là cái chỗ chôn thay thiên hạ nè, cái chỗ này nè cái chỗ chôn thay thiên hạ, đài là cái chỗ nó đài đọa sanh linh, chung quanh nó vẫn phụ mình, mặc dù mình có tận tình yêu thương cỡ nào. Bây giờ nè, nào cơm áo gạo tiền rồi con vợ, bảy món đều phải là thứ nợ của ba sinh. Bây giờ huynh thương cho lắm, bây giờ chiếc xe chiếc ghe hay là tất cả những cái gì
hỏi ông bây giờ, hỏi chứ bây giờ là ông thương nói vậy, ông sắm sửa cho nó đã đời chứ chừng ông mất có khi nào chôn nó sao không? Dù cho ai có ruộng đất rộng thênh thang, tối đến nhắm mắt ngủ cũng chỉ dài gan là vừa. Chứ hả, ruộng đất nhiều không lẽ bây giờ thôi ngủ phải mười mà. Ruộng đất rộng thênh thang, tối nhá nhắm mắt ngủ cũng rộng chỉ dài gan là vừa chứ không nghe. Bây giờ không, dù cho vàng bạc mà có đầy gương tràn tủ, cuộc trần này thì chưa đủ con ơi. Làm ác gian thì cũng chỉ một thời, mà thà nghèo cho nó trong sạch mà thảnh thơi cái tâm hồn để ăn cái gì đâu. Tại đây